Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình nhá. Thì uh, mình có đọc được rất là nhiều cái bình luận của anh em thì có một bạn bạn đấy hỏi mình một câu như thế này. Anh ơi, TDTC có phải game thịnh hành nhất hiện nay không anh? Ok bạn nhá, thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang 15 cụ đây, mình vào vừa chơi và mình vừa chiến và mình vừa nói về con TDTC thiên đường chơi này có phải là game thịnh hành nhất hiện nay hay không nhá và mình cũng xin thưa và mình cũng nói luôn với tất cả các anh em tdc thì hiện tại đang là con game thị hành nhất hiện nay đang là top trending anh em nhé đấy bởi vì là tdc đang uh, đang uh, nắm đủ các yếu tố về xanh chín này đấy về cách là uh, lạp rút nhanh này đấy cầu kéo ok ổn định này đấy không có những cầu bịp này đấy không bao giờ bị sao không bao giờ bị ngâm cược của anh em này đấy nếu như anh em nào mà chơi tất cả con game thì đa phần thì có nhiều con game nó sẽ bị ngông cực của anh em nhé đấy nên là anh em chơi thì anh em phải chọn những con nào thành top changing là top thịnh hành mà anh em chiến đấu nhá đấy hiện tại thì có rất là nhiều con game để cho anh em có thể để anh em có thể gì anh em có thể tham gia đúng không anh em mà để anh em có thể chơi và chiến đấu đúng chưa đấy nên là anh em chơi thì anh em phải để ý lựa chọn làm sao cho đúng những cái con thịnh hành nhất nhá và mình cũng chia sẻ luôn là hiện tại còn tdc thì đừng trò chơi đấy đang có rất là nhiều cái ưu đãi cho anh em nên là anh em cứ yên tâm nhiệt tình đấy nói chung là đẳng cấp thì vẫn là đẳng cấp anh em ạ đấy thì anh em xem những cái cầu kèo đây mình sẽ cho anh em xem cầu của con này đây nhìn này cầu nó chạy rất là mượt mà chạy cầu lò chạy cầu đấy luôn nếu anh em nào mà thích đánh về những cái dạng cầu bệt thì ở con này thì nó bệt rất là nhiều nó có một cái dạng cầu là gọi là cầu nhớ cầu chạy theo vòng lặp anh em nhé anh em hiểu là chạy theo vòng lặp không đấy chạy từ trước về đằng sau đúng anh em đấy nên là anh em hãy nhanh tay nhanh chân ấn vào link và tải về để trải nghiệm trên con TDC thì nửa chơi nhá ok anh em và bây giờ thì anh em sẽ chờ xem kết quả xem tay này xem nó có chuẩn xác xem nó có húp hay không xem có đúng những gì mình đang chia sẻ mình đang chiến trên cái con TDC thiên đường trò chơi được không nhé Đấy thì tiếng vừa rồi thì mình đã gãy cầu thì tiếng này thì mình sẽ làm lại anh em ạ Đấy anh em xem với cái số vốn đây với cái số vốn ban đầu thì mình mang vào 15 cổ để anh xem xem kết quả xem với cái số vốn này thì mình đã lên được bao nhiêu nhá Đấy quan trọng nhất là anh em phải có lời đúng không anh em tay được tay mất đều đấy là chuyện bình thường đúng không Đấy, thì à bộ môn tài xỉu này thì thực sự với tất cả anh em đang xem được video này của mình thì quan trọng nhất thì anh em phải biết cách là biến hóa chuyển đổi cầu thì đấy mới là điều quan trọng nhá rồi anh em thấy chưa Thế vừa rồi thì tay bên này nó đặt, nó đây lên đến tầm hơn 1 tỷ còn tay này chỉ có 590 thôi đấy đẳng cấp thì vẫn cứ là đẳng cấp đâu không phải lúc nào cũng là là lúa nhiều là win đâu nhá đấy phải xem xét cầu kỹ càng rồi mới có thể đánh nhá em nhá thì à, tiếng xe là tiếng này là tiếng này đang có nghi ngờ một cái nghi ngờ nho nhỏ ở cái giai đoạn này là tiếng này khả năng cao nó sẽ về gì nó sẽ về xỉu. Nhưng tiếng này thì mình nhớ nhỏ thôi, chỉ là nghi ngờ anh em nhé, mình nhớ nhỏ bởi vì là khả năng nó về xỉu cũng rất là cao nhưng mà khả năng nó gãy cầu, gãy cầu nó nghịch nó cũng rất là là, là tầm khoảng 60% nên là mình vẫn phải là ra trường về cái vấn đề này đúng không? Đấy thì mình cũng nói đi và mình cũng nói lại là hiện tại con game tdtc thiên đường trò chơi là con game top mà một thịnh hành hiện nay nên là anh em cứ yên tâm tuyệt đối là anh em chiến ở con này không phải lo nghĩ về bất kể vấn đề điều gì nhá lạp rút cũng ok mọi thứ đều ok hết rồi ok thì bây giờ thì anh em xem kết quả xem có phải là xỉu không nhá đấy như thế này là ok đúng không anh em đấy 331 đấy đẳng cấp thì nó vẫn là đẳng cấp đúng không anh em Đấy, phong độ thì nó chỉ là tức thời thôi. Và bây giờ thì tiếp tục mình sẽ đánh tay tiếp theo là mình sẽ đánh tay thứ hai nhé. Tay này khả năng thì mình sẽ đánh tay gì? Mình sẽ đánh tay tiếp tay xỉu nhưng tay này thì mình đánh bé thôi. Tay này mình đánh bé thôi bởi vì là đằng trước đó mình đang đánh ngược cầu ấy. đánh ngược cầu bởi vì là tay vừa rồi vừa rồi nó là cầu cầu 24. Đây là cầu 24. Nên là bây giờ mình bắt ngược lại thành 42 em nhé. Rồi, ok anh em thì bây giờ thì anh em xem kết quả xem tay này có ok không, xem nó có chuẩn sai không nhá. Đấy, còn link của con uh, TDTC thì nửa chơi thì mình để ở dưới phần mô tả rồi. Đam mê thì ấn vào và tải về và trải nghiệm nhá. Đây anh em xem kết quả xem nó có phải là xem nó có phải là xỉu không nhá. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mở ra anh em ơi Xem kết quả là gì nhá Rồi Ok Chuẩn xác Đúng không anh em Đấy anh em thấy chưa Mình cứ bình tĩnh Bình tĩnh Đi nước 1 Nước 2 Tự tin Sẽ chiến thắng Nhá Đánh tay nào Là chắc tay đấy Đúng không anh em Đấy Rồi tiếp tục nào Tiếp tục nào Vòng quay Lại lối tiếng vòng quay nào Thì lên lên tiếng thứ ba rồi Thì mình lại phải nhả cầu về đây Nên đến tiếng thứ ba Thì mình lại phải nhả cầu về đây Chứ mình không thể đánh theo tiếng thứ tư bởi vì là cái uh, tiếng này thì mình đang có một cái sự nghi ngờ nhỏ nhoi Đấy là cái cầu đây anh em cho anh em xem cầu Đây là 521 này Thường thường 521 này ấy, là nó sẽ đứng ở vị xỉu Nhưng mà cái cầu này thì nó lại đứng ở cầu tam giác này Đứng ở cầu tam giác đây Nên là mình có một cái gọi là nghịch ngợm ở đây Nên là mình tiếng này đánh vào vé Đánh về tiếng tài Đấy bắt cái cỏ cầu đấy Rồi anh em xem kết quả sau một vài giây nữa Xem nó có chuẩn sai không nhá link của con TDC thì thừa chơi thì để ở dưới phần mô tả anh em mà đam mê thì em hãy ấn vào và tải về và trải nghiệm thôi và bây giờ thì kết quả của tay này nó có phải là tài không một mở nào rồi chuẩn xác anh em anh em thấy chưa đấy chỉ có một sự nghi ngờ nhỏ thôi là anh em có thể dựa vào xin cái nghi ngờ đấy anh em có thể bắt được cầu nếu mà anh em nhớ được vị nhớ được cục xuất sắc đúng không nó nhảy kiểu gì phương thức đi kiểu gì và anh em biến hóa chuyển đổi là anh em có thể chiến thắng trên con TDC thì nửa chơi đây đấy và mình cũng nói cho anh em biết là còn TC thì nửa chơi đang là con đang là con gì con game tốt thịnh hành hiện nay nhá nên là anh em chơi anh em cứ yên tâm tuyệt đối về vấn đề xanh chín và vấn đề là rút hay bất cả vấn đề gì là đã là tốt thì mọi thứ đều ok đúng không anh em rồi và bây giờ thì mình sẽ chốt lãi tại cái này hiện tại lên được 20 cục 6 rồi còn lại có lời thì mình xin phép tất cả anh em mình chốt lãi nhá xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại